Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Steven Trần Financial. Chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance, no income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Trần. Gọi ngay 714-791-2222. Tân Sinh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Đặc biệt, chúng tôi có những chương trình Clever Care 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tansinhyen.com. Tiệm vàng Kim Huệ trong thân xá Phước Lộc Thọ, Unit 133, chuyên mua bán hộp xoàn GIA và nữ trang Italy, Hồng Kông. Phương châm lấy kinh nghiệm và uy tín phục vụ khách hàng nên các sản phẩm mua bán được bảo đảm và dễ dàng trao đổi. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua. 714-903-5838, 714-588-2606. Gia Hân Music and Videos 407-704-6970, free shipping, nhà phân phối karaoke hàng đầu tại USA. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. VietFace Today cùng với Thay Lê Diệp và Anh Dũng trở lại cùng quý khán giả thân mến trong chương trình phát hình ngày hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 10, 2024. Vẫn là lời cầu chúc sức khỏe, mong rằng chúng ta sẽ có một sức khỏe thật dồi dào. Xin kính chào Tài Linh. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Có gì vui không anh? Không có gì vui, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta nên đưa bản tin mà cuối tuần vừa qua đã có một cái cuộc họp và ra mắt cái tên đổi mới cho cái bưu điện ở tại Westminster đó, ở tại Little Sài Gòn đó. Dạ. Thưa quý vị, hôm nếu mà tôi nhớ không lầm có thể là thứ năm của tuần trước, sáng thứ năm tuần trước thì phải, thì ngay ở tại cái trạm bưu điện trên đường Bosa gốc với lại đường Dillo đó, đã có một cái cuộc họp báo với sự tham dự của đông đảo các quý vị dân cử địa phương cũng như là tổ chức cựu chiến binh của những người đã từng tham chiến ở tại chiến tranh Việt Nam. Họ đã tổ chức một cái cuộc họp báo do văn phòng của dân biểu liên bang Michelle Steele đứng ra thực hiện để mà chia sẻ cái tin rằng là Hạ viện Hoa Kỳ đã chính thức đồng ý cho đổi tên của cái trạm bưu điện này. Hiện nay quý vị thấy cái trạm bưu điện này đó, nó nằm ngay trong cái lòng của Little Sài Gòn đó. Nó chỉ có một cái tên, nó rất là generic, đó là US Post Office. Thì sau này cái tên nó sẽ đổi thành Little Sài Gòn Vietnam Veterans Post Office. Đó là theo cái nghĩa tên tiếng Anh. Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nó hơi lụm thùm một chút xíu, có nghĩa rằng là sau này nó sẽ đổi thành cái tên là trạm bưu điện Little Sài Gòn của các cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam. Đây là một cái dự án mà dân biểu liên bang Michelle Steele đã thực hiện trong khóa lập pháp này, và dự luật này vừa mới được Hạ viện thông qua độ hình như là vài tuần trước, cho nên rằng là trong thứ năm của tuần trước bà đã có một cái cuộc họp báo với các vị dân cử ở tại địa phương để mà chia sẻ về thông tin này. Và thưa quý vị, bước vô với những bản tin thường lệ trong chương trình hôm nay là cập nhật tình hình của bão Milton. Trong ngày thứ hai hôm qua, sau khi mà bão Milton đạt được cái sức gió là 180 dặm một giờ và là bão cấp 5, tới ngày hôm nay thì nó đã được hạ nhiệt xuống thành là bão cấp 4 thôi, và cơn bão này dự trù sẽ đổ bộ vào thành phố Tampa là bão cấp 3 vào chiều ngày mai, đó là ngày thứ tư trong tuần. Cơn bão này dự trù là nó có thể lên lại bão cấp 5 trong ngày hôm nay và nó sẽ giảm dần. Nói chung là ngày này nó hơi phức tạp, thì tùy nó đi qua cái vùng biển nào. Nếu mà nó đi qua một cái vùng biển mà nước ấm đó, thì tự nhiên bão nó sẽ coi như là tăng tốc thêm cường độ và người ta có thể điều chỉnh nó lại lên thành bão cấp 4 hay là bão cấp 5. Nếu nó qua cái vùng biển nước lạnh thì có thể là nó xuống một chút xíu, thì tùy. Từ đây cho đến chiều thứ tư hay là chiều ngày mai đó, nó sẽ đổ bộ vào thành phố Tampa. Thì nếu mà nó đi qua những cái khu vực mà nước nóng đó, thì khi mà nó đổ bộ vào Tampa nó có thể là bão cấp 4 hoặc là bão cấp 5. Nếu mà nó đi qua những cái vùng nước mát hơn chút xíu thì có thể là nó không lên đến bão cấp 5. Tức là biến chuyển của cơn bão này hiện nay còn rất là phức tạp, thưa quý vị, là vì là chiều ngày hôm qua thì nó đã là cấp 5 rồi. Bây giờ sáng ngày hôm nay thì có tin là nó sẽ chuyển thành vào ngày thứ tư, như quý vị đang nhìn thấy trên cái đường đi của nó. Nó có thể nhẹ lại thành cơn bão cấp 4. Và khi tiến vào bờ biển ở khu vực Tampa Bay thì nó có thể còn là cấp 3.
Nhưng từ đây cho đến đó thì còn 2 ngày. Hôm nay thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì trên đường đi của nó thì chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi. Do đó là quý vị nào nằm ở cái đoạn bờ biển mà ở phía tây của Florida hiện nay mà đã nhận được những cái cảnh báo là phải di tản đó, thì nên chú ý và thu xếp để chúng ta có thể đi. Là vì những cái biến chuyển này theo như các nhà nhận định về khí tượng cho biết rằng đây là cái cơn bão có thể là có sức tàn phá lớn nhất từ trước đến giờ tại Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta cũng cần phải cẩn thận vô cùng. Cũng liên quan đến tình trạng những cái cơn bão vừa qua, thưa quý vị, thì cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang hay là FEMA đó, thì đã trong ngày hôm qua cũng đã có một cuộc trả lời với phóng viên của đài CNN và cho biết rằng họ đã quen với việc ứng phó với những cơn bão và hiện tại đó thì cơ quan này đang giúp cho vùng Đông Nam chuẩn bị ứng phó với cơn bão Milton và đồng thời cứu trợ để hồi phục cơn sau cơn bão Helen. Hiện tại thì cơ quan FEMA cho biết là họ phải đối mặt với một loại bão khác nữa, đó là một cơn bão thông tin sai lệch. Những ngày vừa qua thì FEMA cho biết là những nhiều tin đồn sai lệch về công việc của cơ quan này khiến cho việc hỗ trợ ứng phó với cơn bão Helene và Milton trở nên khó khăn hơn. Một tin đồn không chính xác cho rằng những người sống sót chỉ nhận được khoảng 750 Mỹ Kim từ cơ quan này. Mọi người thì có thể xin thêm. Nhưng mà cơ quan FEMA cho biết thông tin sai lệch là một vấn đề rất là trở ngại. Một tin đồn khác thì cho rằng tiền của FEMA đang được chuyển hướng dành cho các mục đích sử dụng khác như là chẳng hạn như là viện trợ quốc tế. Thì Quốc hội kiểm soát ngân sách của cơ quan này và người đại diện của cơ quan FEMA đã có cuộc trả lời và bà nói một cách rõ ràng rằng Quốc hội kiểm soát ngân sách của cơ quan này cho nên là tất cả những cái chương trình nào mà dành cho cứu trợ cho thiên tai thì nó sử dụng cho thiên tai chứ không chuyển qua bất kỳ một cái chương trình nào khác. Một tin đồn khác cũng cáo buộc FEMA hạn chế một số các nỗ lực ở tại North Carolina. Nhưng thống đốc của tiểu bang North Carolina cũng cho biết là cái điều đó cũng không đúng sự thật. Hiện nay thì Quốc hội đang tạm nghỉ cho đến sau bầu cử và đã chọn là không có tăng số tiền tài trợ cho FEMA trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên là qua cái vấn đề cơn bão Helene cũng như là cơn bão Milton thì chắc chắn là cái vấn đề này sẽ phải được thông qua một cách sớm hơn. Ngoài ra thì quản trị viên của FEMA là bà Diane Criswell, như người phụ nữ của quý vị đã nhìn thấy trong cuộc phỏng vấn với đài CNN đó, thì bà nói rằng những cái lời buộc tội của cựu tổng thống Donald Trump là hoàn toàn sai sự thật. Tôi nghĩ điều đầu tiên tôi muốn nói là vì quý vị không thấy ai mặc đồng phục của FEMA ở tại những cái nơi đang cần cứu trợ đó, không có nghĩa là chúng tôi không có người ở đó. Chúng tôi có những người được đưa vào trung tâm điều hành khẩn cấp của tiểu bang. Chúng tôi có các nhóm đang đi chung quanh các khu phố và chúng tôi có các nhóm được đưa vào tất cả những cái cơ quan hỗ trợ ở tại các quận hạt, ở những nơi mà cần thiết. Bà nói rằng chúng ta thực sự phải dừng ngay tất cả những cái lời lẽ thông tin này vì nó đang gieo rắc nỗi sợ hãi vào người dân là FEMA sẽ không có ở đó để giúp đỡ cho họ. Và tôi lo rằng họ sẽ không ghi danh để được chúng tôi hỗ trợ và không được tiếp cận đối với các nguồn lực quan trọng mà họ có đủ điều kiện để nhận được. Chúng tôi đã từng giải quyết nhiều sự kiện quan trọng trước đây và nếu chúng ta nghĩ lại năm 2017 với cơn bão Harvey, với cơn bão Irma, Maria hoặc là thậm chí năm 2020 khi mọi tiểu bang đều ban bố tình trạng thảm họa và sau đó chúng ta có những cơn bão lớn và mùa cháy rừng. Vì vậy mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho những cái điều này. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho điều này. Tôi không nói rằng nó sẽ không phải là một thách thức, nhưng tôi biết rằng chúng tôi có thể sẽ đáp ứng được tất cả các nhu cầu cấp thiết của mọi người khi cơn bão Milton ập đến. Đó là lời xác quyết của người điều hành, quản trị viên của cơ quan FEMA. Cũng từ liên quan đến bão, thưa quý vị, thì vào ngày thứ hai trong tuần này, Ủy ban phụ trách bầu cử của tiểu bang North Carolina đã phê chuẩn một loạt coi như là nghị quyết khẩn cấp để bảo đảm rằng là nạn nhân của cơn bão Helene vẫn có thể bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tổng thống vào tháng tới đây. Những nghị quyết này cho phép 13 quận hạt bị ảnh hưởng nặng nhất của bão Helene được quyền điều chỉnh lại cách thức bầu cử, cũng như là có những cái sự uyển chuyển trong vấn đề bầu cử sớm và có thể là phải đưa một số các nhân viên bầu cử tới tận nơi của những người mà đang bị ảnh hưởng bởi bão. Trước đây đó thì ở mỗi quận hạt sẽ có một cái địa điểm để cho
ở cử tri đi bỏ phiếu sớm nếu mà họ cần. Tuy nhiên, với cơn bão Helene thì cơ sở hạ tầng cũng như là đường xá dẫn đến cái trung tâm bầu cử sớm có thể là nó không còn hoạt động nữa. Cho nên bây giờ người ta đang suy nghĩ ra những cách rằng là đem những lá phiếu tới những nơi bị ảnh hưởng để cho cử tri có thể đi bỏ phiếu được mà nó không ảnh hưởng đến cái gọi là cái quyền lợi công dân của họ. 13 quận hạt này đang trong tình trạng mà gọi là khẩn cấp mà có thể có nhiều cái sự uyển chuyển trong vấn đề bầu cử tại North Carolina, bao gồm những nơi như là Ash, Avery, Hayward, Henderson, Madison, Mitchell, Port, Rutherford, Transylvania, v.v. Thì cử tri tại 13 quận hạt này sẽ thấy cái vấn đề mà gọi là bầu cử của họ tương đối điều chỉnh dễ dàng hơn trong kỳ bầu cử này. Tại sao tin này quan trọng thưa quý vị? North Carolina là một trong những 6 tiểu bang chiến địa quan trọng cho bà Harris và cũng như là ông Donald Trump. Thì bây giờ hai chính đảng cũng đang để ý đến là các nhân viên bầu cử tiểu bang sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Phó Tổng thống Kamala Harris đã phải đối mặt với một số các câu hỏi khó trong cuộc phỏng vấn 60 phút được phát sóng vào ngày hôm qua thứ Hai trên hệ thống truyền hình CBS. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ đã có một cuộc nói chuyện trả lời với phóng viên của CBS News là Bill Whittaker. Người này đã thúc giục bà Harris thay đổi lập trường của bà về nhiều vấn đề, và bao gồm cả việc khai thác mọi người. Tôi tìm kiếm những gì có thể đạt được về một cái điểm chung. Tôi tin vào việc xây dựng sự đồng thuận. Chúng ta là những con người đa dạng về mặt địa lý, về mặt khu vực. Thì đó là tất cả những cái lịch trình của bà trong những cái cuộc này. Nhưng mà chúng tôi sẽ cập nhật những cái chi tiết liên quan đến cái cuộc phỏng vấn này để gửi đến quý vị trong những cái bản tin kế tiếp. Thưa quý vị, Phó thống Kamala Harris dự trù cũng sẽ giới thiệu một đề nghị mới trong chương trình Medicare. Thưa quý vị, chắc quý vị biết là Medicare phụ trách chi trả nếu mà chúng ta vào bệnh viện hoặc là khám bác sĩ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên một viên chức của ban bầu cử của bà Harris cho biết rằng bà sẽ giới thiệu một chương trình nếu mà đắc cử để mà cung cấp dịch vụ Medicare cho cái được gọi là home healthcare. Các bạn biết rằng là đối với một số người cao niên đó thì có thể là họ sống một mình. Cho nên là họ cần cái dịch vụ gọi là home health, có nghĩa là có người tới nhà để mà chăm sóc họ. Cũng trong cái ý tưởng đó thì bà Kamala Harris muốn rằng là dịch vụ Medicare cũng bị cũng gọi là cover luôn, cũng chi trả luôn cho cái dịch vụ gọi là home healthcare để mà giúp đỡ cho những người cao niên đang sống một mình mà cần người chăm sóc tại gia, chứ không nhất thiết là phải đi vào nursing home hay là một cái trung tâm gọi là dưỡng lão. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết vào ngày hôm qua thứ Hai là ông sẽ loại bỏ những kẻ thù ghét người Do Thái nếu tái đắc cử. Trong lúc mà ông đang phát biểu ở một sự kiện tưởng niệm một năm ngày diễn ra các cuộc tấn công của Hamas vào Do Thái ngày 7 tháng 10. Ông nói rằng tôi sẽ bảo vệ cộng đồng Do Thái tại Mỹ của chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ cộng đồng, trường học, nơi thờ cúng và các giá trị của các bạn. Chúng ta sẽ loại bỏ những kẻ ủng hộ thánh chiến và những kẻ thù ghét người Do Thái. Chúng ta sẽ loại bỏ những kẻ thù ghét người Do Thái không làm gì để giúp đất nước chúng ta. Chúng chỉ muốn phá hủy đất nước chúng ta. Ông nói trong sự kiện tại sân golf ở tại Doral, Florida. Cựu Tổng thống không nêu rõ chính xác những ai mà ông xem là kẻ thù ghét người Do Thái. Những phát biểu này được đưa ra khi cựu Tổng thống tưởng niệm diễn ra các cuộc tấn công khủng bố và nói rằng ngày 7 tháng 10 là một ngày chết chóc nhất đối với người Do Thái kể từ cuộc diệt chủng Holocaust. Lòng căm thù người Do Thái đã quay trở lại ngay tại đây, Hoa Kỳ, trên đường phố, phương tiện truyền thông và các trường đại học của chúng ta và trong hàng ngũ của đảng Dân Chủ nói riêng, không phải là trong đảng Cộng Hòa. Tôi sẽ nói với quý vị, điều đó không nằm trong đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống đã nói như vậy. Và một trong những lời hứa trong phần mở đầu của cương lĩnh của đảng Cộng Hòa được thông qua tại Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng Hòa vào hồi tháng 7 là trục xuất những kẻ cực đoan ủng hộ Hamas và làm cho các trường đại học của chúng ta an toàn và yêu nước trở lại. Giữa các cuộc biểu tình trong các trường đại học trên khắp đất nước vào hồi đầu năm, thì cựu Tổng thống đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích những người biểu tình và phản ứng của chính quyền Tổng thống Biden. Hồi tháng 4 thì cựu Tổng thống cũng tuyên bố, và cái điều này theo như báo chí cho biết rằng là không có bằng chứng, rằng ông nghĩ rằng nhiều người trong số họ là những kẻ kích động được trả tiền và là những người biểu tình chuyên nghiệp.
Tại sự kiện kỷ niệm ngày 7 tháng 10, thì cựu Tổng thống nói, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel rất bền chặt và lâu dài. Nếu khi tôi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ thì mối quan hệ này sẽ một lần nữa trở nên bền chặt và gần gũi hơn bao giờ hết. Chúng ta phải giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Và nếu như chúng ta không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này thì mọi thứ sẽ là một cái hậu quả rất to lớn. Đó là lời tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump. Tin liên quan đến một khách sạn sắp bị giật sập ở tại thành phố Las Vegas. Thưa quý vị, sau gần 70 năm hoạt động thì khách sạn Tropicana sẽ không còn hiện diện nữa sau ngày mai. Tại vì hai tòa tháp đôi của khách sạn Tropicana được dự trù sẽ được giật sập trong một cái gọi là coi như là kích nổ có tổ chức vào lúc 2:30 sáng theo giờ địa phương vào ngày mai. Khách sạn này thì nó đã ngưng hoạt động và nó đóng cửa vào tháng 4 của năm nay rồi. Trước khi mà cái vụ nổ nó sắp sửa diễn ra vào ngày mai đó, thì chủ khách sạn này cũng có một số các nghi lễ để mà gọi là kỷ niệm cái quá khứ lịch sử của khách sạn này. Nhưng mà sau gọi là gần 70 năm hoạt động thì nó cũng cũ kỹ và nó không còn gọi là có cái sức cạnh tranh với những loại khách sạn mới hơn sau này. Vì vậy cho nên chủ sở hữu của khách sạn này quyết định là sẽ giật sập nó và có thể xây một cái dự án mới trong tương lai. Liên quan đến giải Nobel, thưa quý vị, ngày hôm nay thì Ủy ban giải Nobel đã lại tuyên bố kết quả của giải Nobel vật lý năm 2024. Qua đó thì hai vị giáo sư đã đạt được cái giải thưởng Nobel này về công trình nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ủy ban Nobel vào ngày hôm qua thứ hai đã thông báo giáo sư John Hopfield của trường đại học Princeton là một người Mỹ đã sẽ nhận được cái giải thưởng về vật lý năm nay cùng với giáo sư Geoffrey Hinton là người giảng dạy tại trường đại học Toronto. Hai người được xem và được ca ngợi vì các khám phá nền tảng cho phép những cái máy học với mạng neuron nhân tạo, những cái chiếc máy nó có thể theo dõi và nó tìm theo những cái thói quen của những cái việc mà tìm kiếm ở trên những cái trang mạng đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta và nó huấn luyện cho cái hệ thống trí tuệ nhân tạo cải tiến nhiều hơn. Chủ tịch Ủy ban Nobel vật lý cho biết nhờ công trình nghiên cứu của hai giáo sư này mà trí tuệ nhân tạo hiện đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giáo sư Hinton cho biết trong khi là trí tuệ nhân tạo sẽ có ảnh hưởng đến một cách to lớn đến cuộc sống của chúng ta, thì ông cũng lên tiếng để cảnh báo về mối đe dọa mà một khi chúng ta, nếu con người mất kiểm soát đối với cái hệ thống AI là trí tuệ nhân tạo, cũng sẽ gây ra những cái nguy hiểm vô lượng. Một lần nữa, giải thưởng Nobel vật lý có giải thưởng tiền mặt khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Và sau đây là tin tức liên quan đến bão Milton và nó ảnh hưởng đến khu vực Yucatan ở tại Mexico như thế nào. Mưa lớn, thưa quý vị, được dự báo ở trong khu vực Yucatan cũng như là khu vực Quintana ở tại Mexico vì vấn đề của bão Milton. Cơn bão này chuẩn bị sẽ đem một lượng mưa rất lớn đến các tiểu bang như Yucatan và Quintana tại Mexico, và nó cũng sẽ khiến cho nơi đây gặp nhiều vấn đề như là lũ lụt. Các viên chức địa phương cho biết rằng là mưa to nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đến những nơi khác như là Campeche và Veracruz cũng như là Tabasco. Cơ quan dự báo thời tiết của Mexico cho biết rằng là sức gió có thể lên đến từ 180 đến 200 km một giờ đồng hồ, và sóng nó có thể cao cho lên đến 8 meter và khiến cho nhiều khu vực này bị ảnh hưởng. Cho nên là ngay kể cả Mexico cũng đang chuẩn bị cho cơn bão Milton sắp tới, chứ không hẳn là chỉ có Florida mà thôi. Sang qua cuộc chiến ở tại dải Gaza, thưa quý vị, hiện nay thì một tâm trạng tuyệt vọng có vẻ như đang nhấn chìm nhiều người dân Palestine tại dải Gaza. Những người hiện nay đang sống trong điều kiện nhân đạo tồi tệ. Sau 12 tháng trời mà lực lượng quân sự Do Thái đã ném bom vào vùng đất này, chúng tôi đã phải trải qua một năm dài trong chiến tranh với nhiều sự bất ổn. Abdallah Meida, một bệnh nhân ung thư phải đã di tản khỏi Beit Lahia, nói với phóng viên của CNN tại thành phố Deir al-Balah ở miền trung Gaza. Hameda là một người đã mất
cả cha lẫn mẹ trong cuộc chiến, anh trai và chị gái trong cuộc xung đột. Và đây là một sự đau đớn dành cho bản thân của chúng tôi. Những hình ảnh mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình hiện nay là các trẻ em ở khu vực dải Gaza rất đói kém và các em thiếu thốn lương thực. Các em đã phải tranh nhau để vét đi những cái vật còn lại ở trong một cái nồi lực thực lương thực để mà có tranh giành nhau. Quý vị nhìn thấy đó, em này đẩy em khác. Đây là một cái tình cảnh rất là đáng thương cho các trẻ em ở Palestine ở tại khu vực này. Và ngoài ra còn rất rất nhiều các cái hình ảnh khác nữa. Trong đó có một số các cái cuộc không kích của lực lượng quân sự Do Thái vào khu vực này mới nhất trong ngày hôm nay. Nhưng chúng tôi không thể đưa những hình ảnh là vì nó có hình ảnh quá thương tâm. Và chắc chắn là khi đưa lên YouTube thì sẽ bị họ lọc lại. Cho nên là chúng tôi đã không đưa những cái hình ảnh về những cái xác chết được quấn trong những cái khăn trắng đã được CNN đưa lên trong sáng sớm ngày hôm nay. Những người dân tại dải Gaza thì tuyên bố với đài CNN rằng họ không mong đợi cuộc chiến sẽ kéo dài đến một năm. Và một số người đang lo lắng là nó có thể sẽ kéo dài một cách vô tận. Tất cả mọi người đều mong muốn sẽ có một kết thúc càng sớm càng tốt để giúp cho người dân có thể ổn định lại cuộc sống của họ và có thể nào đó nhìn được về tương lai ở phía trước. Hiện bây giờ thì tất cả mọi người đều tràn đầy thất vọng. Thưa quý vị, lực lượng quân đội của Israel trong ngày hôm nay cho biết rằng là các chiến dịch quân sự trên bộ của lực lượng này nhắm vào khu vực Tây Nam của Lebanon đã bắt đầu trong một trong những cái coi như là sứ mệnh quân sự mới nhất của khối này để mà tiếp tục tiêu diệt các phần tử khủng bố trong lực lượng Hezbollah. Hezbollah với sự hậu thuẫn của Iran được Hoa Kỳ, Đức và một số các quốc gia Ả Rập khác bao gồm luôn kể cả Liên hiệp Âu Châu cho rằng là một tổ chức khủng bố. Và trong trong ngày hôm qua đó thì sư đoàn 146 của IDF đã bắt đầu các chiến dịch quân sự trên bộ nhắm vào những mục tiêu khủng bố của Hezbollah và cũng như là cơ sở hạ tầng của nhóm này ở tại khu vực Tây Nam của Lebanon trong một thông cáo mà là IDF đưa ra như vậy trên Telegram channel. Trong một bài phát biểu trên đài truyền hình thì phó thủ lĩnh Hezbollah có tên là Naim Qassem đã cho biết là ông đang ủng hộ một số những nỗ lực nhằm bảo đảm một lệnh ngưng bắn và lần đầu tiên không đề cập đến việc chấm dứt chiến tranh ở dải Gaza như là một điều kiện tiên quyết để có thể chấm dứt giao tranh ở khu vực biên giới giữa Lebanon và Israel. Ông Qassem cho biết rằng lực lượng Hezbollah ủng hộ các nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Naib Berri là một đồng minh của Hezbollah để bảo đảm ngừng giao tranh vốn đã leo thang trong những tuần lễ gần đây với các cuộc tấn công trên bộ của Israel và vụ giết hại các nhà lãnh đạo cao cấp của lực lượng Hezbollah. Chúng tôi ủng hộ hoạt động chính trị do Berri lãnh đạo dưới danh nghĩa là ngưng bắn, ông Qassem cho biết trong bài phát biểu dài khoảng 30 phút trên sóng truyền hình ở Lebanon. Không rõ điều này có báo hiệu bất kỳ thay đổi nào về lập trường hay không sau khi một năm mà nhóm này tuyên bố rằng họ đang chiến đấu để ủng hộ người dân Palestine trong cuộc chiến Israel-Hamas ở dải Gaza và sẽ không dừng lại nếu không có lệnh ngưng bắn tại dải Gaza. Đó là một điều kiện tiên quyết để có thể đàm phán giữa Israel và Lebanon. Nhưng nay thì đại diện của lực lượng Hezbollah đã tuyên bố là họ sẽ có thể thương lượng để có thể chấm dứt cái cuộc chiến tại Lebanon mà không cần phải là chấm dứt cuộc chiến ở tại dải Gaza. Đó là cái, những cái tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Phát biểu trước một cái tấm màn từ một cái địa điểm không được tiết lộ thì ông Qassem cho biết cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel là cuộc chiến về việc là ai sẽ thất bại trước và Hezbollah sẽ không khóc trước cái việc này. Nói ý nói là không sẽ không để thất bại trong cuộc chiến. Năng lực của nhóm hiện nay vẫn còn nguyên vẹn mặc dù có những đòn đau đớn từ phía Israel, nhưng nói rằng Hezbollah sẽ vẫn tiếp tục nếu như những cái đề nghị của ông ngày hôm nay không được tiến triển một cách khả quan. Đó là ý là vẫn có để ra một cái cửa ngõ cho vấn đề đàm phán để có thể ngưng những cái cuộc xung đột leo thang hiện nay tại Lebanon. Nhưng nói là sẵn lòng, sẽ vẫn sẵn lòng tiếp tục cuộc chiến nếu như Do Thái không bày tỏ thiện chí. Chúng ta sẽ chờ đợi và hy vọng đây cũng là một dấu hiệu tốt lành cho những ngày sắp tới.
chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì một số các hãng thông tấn lớn, kể cả các hãng thông tấn từ Anh và từ Hoa Kỳ, cũng đã đều đồng loạt đưa một bản tin với tựa đề là cựu Tổng thống Donald Trump đã bí mật gửi các xét nghiệm COVID dành cho ông Putin để sử dụng cá nhân trong thời kỳ đại dịch. Và thoạt đầu thì tờ Washington Post là tờ báo đầu tiên đã đưa tin này. Và sau đó thì nhiều hãng thông tấn khác, nhiều công ty tin tức khác cũng đã đưa lại cái bản tin này. Qua đó thì người ta nói rằng trong một cái cuốn sách mới của tác giả Bob Woodward, cuốn sách có tựa đề là War, thì đã tuyên bố rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã bí mật gửi các xét nghiệm COVID-19 của Hoa Kỳ cho ông Vladimir Putin để sử dụng cá nhân trong lúc mà tại Hoa Kỳ còn đang thiếu những cái bộ xét nghiệm đó. Cựu Tổng thống đã bị cáo buộc cung cấp cho Điện Kremlin một số các xét nghiệm vốn đang khan hiếm vào thời gian đó. Và Bob Woodward là phóng viên kỳ cựu người Mỹ đã vạch trần vụ bê bối Watergate trước đây, đã cho biết là một cựu trợ lý của cựu Tổng thống đã nói với ông về cái việc này. Trong cuốn sách của mình là có tựa đề là War, thì ông Woodward cho biết là Putin đã từng lên tiếng để cảnh báo là cựu Tổng thống không nên tiết lộ rằng ngài đã cung cấp các xét nghiệm cho tôi, vì ngài có thể sẽ phải đối mặt với một số phản ứng dữ dội của công chúng Hoa Kỳ. Đó là lời tuyên bố của ông Putin qua cuốn sách mà tác giả Bob Woodward đã trình bày. Chúng ta thấy gì qua vấn đề này? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần nhận định và phân tích với Thái Lê Diệp. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đi vào cái vấn đề mà mình thấy gì đó, thì cũng nên đính chính là ban tranh cử của ông Donald Trump hoàn toàn phủ nhận những nội dung của ký giả Bob Woodward viết trong cái cuốn sách này có liên quan đến ông Trump và cũng như có liên quan đến ông Putin. Có nghĩa rằng là sau khi mà được các cơ quan truyền thông hỏi thì bên ông Trump đã hoàn toàn phủ nhận tất cả những chi tiết trong cuốn sách của Bob Woodward mà có liên quan đến ông Trump và ông Putin. Chúng tôi muốn đưa ra cái đính chính đó trước, rồi sau đó thì giờ mình nói là mình thấy gì. Thì bây giờ nếu mà chúng ta mình cứ tạm tin là những gì mà Bob Woodward viết trong cuốn hồi ký của ông ta là đúng sự thật đi, thì chúng ta thấy được rằng là ông Trump và ông Putin có một cái quan hệ làm việc gần gũi và chặt chẽ hơn là những gì mà chúng ta đã được biết trước đây. Có nghĩa rằng là trong cái thời kỳ COVID-19, quý vị nhớ rằng trong cái thời kỳ đó, Nga cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tại vì về vấn đề mà gọi là phương tiện công nghệ y tế thì Nga cũng không có bằng ai. Mà bây giờ có được những cái thông tin cho biết rằng là ông Trump đã bí mật gửi một lô hàng của những cái test kit COVID-19 qua cho bên Nga để mà cho ông Putin có thể sử dụng, không những rằng là chỉ trong cá nhân đâu, mà đây là nhiều cái thùng linh kiện hay là nhiều cái thùng hàng COVID-19 để mà cho chính phủ Nga có thể sử dụng trong nội bộ của họ. Tại vì họ không đủ cái gọi là cái khả năng sản xuất ra những cái bộ xét nghiệm này. Mà bây giờ nhiều khi là họ cũng không có, gọi là chưa chắc là họ vì có tiền. Mà cái thời điểm đó quý vị biết rằng là có tiền nhiều khi cũng không có mua được những cái bộ xét nghiệm này nữa trong cái thời điểm mà nó khan hiếm. Thì bây giờ vì vấn đề mà gọi là hai bên gần gũi với nhau, Bob Woodward cáo buộc rằng chính ông Trump đã ra lệnh để mà gửi nhiều cái bộ xét nghiệm COVID-19 này cho ông Putin. Và ông Putin cũng phải nhắc rằng là gửi thì gửi, tôi cảm ơn đó, nhưng mà ông đừng có nói cho người khác biết. Nhưng ông nói ra cho người khác biết đó thì người ta sẽ phản đối ông. Tại vì trong thời điểm đó nhiều khi người dân Mỹ cũng không có đủ những bộ xét nghiệm này để dùng. Thì tại sao mà là đi phải gửi cho Nga, một đất nước mà lúc đó chúng ta cũng không có thù địch. Mà lúc đó Nga thời đó quý vị nhớ rằng là vẫn đang chịu một số các lệnh trừng phạt kinh tế từ Hoa Kỳ. Sau khi mà Nga xâm lấn Ukraine và chiếm đi bán đảo Crimea, thì dưới thời Obama đó, Mỹ và Liên Âu cũng đã đặt trách ra một số các quy định cấm vận trừng phạt kinh tế đối với Nga. Thì cái chuyện mà ông Trump gửi các bộ xét nghiệm COVID-19 này cho Nga thì nó thực sự nó cũng là một cái chuyện bất thường. Sau đó thì Bob Woodward cũng có cáo buộc rằng là khi mà ông Trump rời khỏi tòa Bạch Ốc thì hai người này còn nói chuyện với nhau độ khoảng chừng từ 6 tới 7 lần mà nói chuyện riêng trên điện thoại nữa. Và một lần đó tại Mar-a-Lago, không biết là ai xì cái tin này ra cho Bob Woodward, mà ông nói rằng là trong cái thời gian mà ở tại Mar-a-Lago, ông Trump
đã gọi là đuổi nhân viên phụ tá ra khỏi cái office của mình để mà ông có thể có một cái cuộc đối thoại với ông Putin mà người khác không nghe được. Thì đó là những lời mà cáo buộc của báo Bloomberg trong cuộc hồi ký mà đã sắp sửa được phát hành. Thì bây giờ anh Dũng hỏi là thấy gì trong cái việc này? Mình thấy rằng là giữa hai người này họ rất là thân thiết với nhau và họ có một cái quan hệ làm việc rất là gần gũi, và nó gần gũi hơn với những gì mà chúng ta đã biết trong quá khứ. Xin trở lại với anh Dũng. Cái vấn đề đó là người trợ tá này cũng đã từng nói với tác giả của cuốn sách War là ông Bob Woodward, là cựu tổng thống Donald Trump trong cái thời gian đó, đã có một lúc vào hồi đầu năm 2024 thì người ta không nhớ rõ chính xác vào cái thời gian, nhưng đã từng kêu một người phụ tá của mình đi ra khỏi phòng để ông thực hiện một cuộc gọi cho ông Putin. Và theo như tác giả của cuốn sách này cho biết đó, thì cựu tổng thống Donald Trump đã từng gọi cho ông Putin khoảng trên dưới 7 lần những cái cuộc gọi cá nhân, những cuộc gọi mà không ai biết. Đó là những cái tin tức mà ông Bob Woodward đã đưa ra trong ngày hôm nay, và chắc chắn trong những ngày sắp tới thì nó sẽ còn nhiều cái biến chuyển chung quanh cái tin tức này. Trong cuốn sách này, không ngoài cái vấn đề nói là cựu tổng thống đã gửi cái bộ xét nghiệm coronavirus đến cho ông Putin, thì ngoài ra nó cũng có một số các cái tuyên bố đằng sau hậu trường của các nhân vật khác, kể cả tổng thống Biden, kể cả phó tổng thống Harris, và rất nhiều các bí ẩn ở đằng sau hậu trường liên quan đến tình hình chính trị. Do đó mà chắc chắn đây cũng là một cuốn sách sẽ được đón nhận. Nhưng vấn đề là cuốn sách đưa ra trong vòng chỉ còn khoảng 3 tuần lễ nữa là đến ngày bầu cử. Thì theo như tin tức cho biết, cuốn sách này sẽ ra mắt vào khoảng 15 tháng 10, trung tuần tháng 10. Thì nó cũng sẽ là một cái vấn đề gây tranh cãi. Hoặc là chỉ đơn thuần là vì ông Bob Woodward, ông muốn rằng cuốn sách của ông được tung ra đúng cái thời điểm trước ngày bầu cử đó, để có thể có được một cái số lượng bán nó kỷ lục, chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái diễn biến tiếp theo liên quan đến tin tức này trong những ngày sắp tới. Cảm ơn với phần nhận định của Thái Lê Diệp và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Steven Chen Financial. Chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance. No income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Chen. Gọi ngay 714-791-2222. Tân Sinh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Đặc biệt, chúng tôi có những chương trình Clever Care 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânsanhyen.com. Tiệm vàng Kim Huệ trong thương xá Phước Lộc Thọ, Unit 133, chuyên mua bán hộp xoàn GAA và nữ trang Italy, Hồng Kông. Phương Trâm lấy kinh nghiệm và uy tín phục vụ khách hàng nên các sản phẩm mua bán được bảo đảm và dễ dàng trao đổi. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua. 714-903-5838, 714-588-2606. Gia Hân Music and Videos 407-704-6970, free shipping, nhà phân phối karaoke hàng đầu tại USA. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn. 714-766-3345. Tiền lời đã giảm. Chúng tôi rất hân hạnh đang cộng tác với những wholesale lender và họ đã đua nhau giảm tiền lời để có thể giúp cho quý vị mượn được tiền mua nhà đầu tư, mua nhà để ở hoặc refinance. Đây là cơ hội tốt cho quý vị. Quý vị có thể mượn được tiền rất dễ dàng, không có việc làm, không có income, không khai thuế, không thành vấn đề. Steven Chen Financial ở miền Nam California, nhưng chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng ở khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ. Quan trọng nhất là chúng tôi giúp được cho quý vị mượn được tiền từ wholesale lender. Khi nói wholesale thì chắc chắn là phải rẻ, bởi vì không rẻ nhất không phải là Steven Chen. Gọi ngay 714-791-2222. Chắc chắn quý vị sẽ thật sự hài lòng. Bổ thận hải cẩu hoàng đài loại dược thảo chuyên hỗ trợ về suy thận. Thận là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Thận được xem như là gốc rễ của mọi hoạt động, nên khi cơ thể chúng ta bắt đầu lão hóa thì việc quan trọng nhất là tìm đến những phương thuốc lấy lại tuổi thanh xuân. Bổ thận hải cẩu hoàng chính là loại dược thảo xuất sắc nhất, giúp ngủ ngon, giảm tiểu đêm, giảm đau lưng mỏi gối, cải thiện chức năng sinh lý, tăng cường hệ thống miễn dịch. Bổ thận hải cẩu hoàng được sản xuất tại Hồng Kông. Mọi thông tin xin gọi về Tân Sanh Yến 714-839-6712
hoặc 1-888-982-8828 hoặc vào trang nhà tân san yến.com. Tân San Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Tiệm vàng Kim Huệ trong thân xá Phước Lộc Thọ, dưới lầu gần cửa sau số 133. Tiệm vàng Kim Huệ chuyên mua bán hộp xoàn GIA có giấy chứng nhận kích cỡ của hộp xoàn. Ngoài ra, tiệm vàng Kim Huệ còn có rất nhiều nữ trang Italy, Hồng Kông, hàng mới về rất hợp thời trang. Phương Trâm lấy kinh nghiệm và uy tín phục vụ quý đồng hương nên tất cả các sản phẩm mua bán tại tiệm vàng Kim Huệ được bảo đảm, dễ dàng trao đổi và chúng tôi luôn giữ đúng lời hứa. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ tiệm vàng Kim Huệ trong suốt thời gian qua. 714-903-5838, 714-588-2606. Dàn karaoke nhạc quý vị đang sử dụng là gì? Nếu là analog thì phải nâng cấp thôi. Analog Amplifier đã hoàn thành sứ mệnh, đã lỗi thời. Công nghệ karaoke mới nhất bây giờ phải là Digital Mixer. Đây là bộ xử lý trung tâm, bộ não của hệ thống karaoke thời thượng với các công nghệ mới nhất, hiện đại nhất. Tiếng nhạc sạch sẽ, tiếng hát ngọt ngào, bay bổng, đặc biệt dễ hát, hát lâu không mệt, chống hú cực tốt cho nhiều loại micro khác nhau. Digital Mixer thế hệ mới tại Gia Hưng dễ dàng phối ghép, phù hợp với nhiều dàn loa có sẵn hay thậm chí phối ghép cùng dàn nghe nhạc hi-fi high-end có sẵn, chỉ cần đủ công suất là được. Tháng 5 là cơ hội để nâng cấp hệ thống dàn karaoke của quý vị. Nhiều loại digital mixer, power amply, microphone cao cấp đang có giá hấp dẫn tại Gia Hưng Music và Video. Xin gọi cho Gia Hưng 407-704-6970, địa chỉ 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida hoặc vào website gia-hung-music-videos.com. Văn phòng thẻ xanh tập trung chuyên về bảo lãnh. Nếu tôi là bạn thì tôi chỉ chọn văn phòng thẻ xanh khi cần bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, fiancé. Còn cái anh chị em, có văn phòng đại diện tại Việt Nam, quận Tân Bình để giúp đỡ cho thân nhân tại Việt Nam. Đặc biệt chứng chỉ về Việt Nam kết hôn, xin thẻ xanh ở lại Mỹ luôn, đổi thẻ xanh thì quốc tịch Mỹ. Lưu ý, nếu có ai đã nộp hồ sơ bảo lãnh rồi thì cần phải có người xem trình trạng hồ sơ thường xuyên. Hồ sơ bảo lãnh có thể đã bị đóng mà chẳng ai hay biết gì cả. Xin gọi liền 714-766-3345 hoặc website congtythexanh.com. Đừng quên làm hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Nhớ gọi cho văn phòng thẻ xanh 714-766-3345. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được những thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.